sáng chua ngọt. Đảo mũi để cho nó ngấm nhé. Xem vừa nhiều ớt, nhiều các hải sản. Và món ớt chim sẻ chứa là chủ yếu là món này, ớt là món vị cay nhất. Tùy người ăn cay hay không cay. Đấy. Đấy. Khi nào nó bảo chín đều rồi bắt đầu trong một thứ nữa. Phở phải so, món phở là phải so sau cùng. Không cần rửa, rửa rồi em đừng có sạch rửa gì. Đấy, em ăn nhiều rau không? Em ăn nhiều rau. Để xem rửa đây. Rồi cứ tay anh này. Một chỗ này là anh ăn à? Chỗ sâu thì là anh ăn đúng không? Đảo đều tay đỡ cháy, bật nhỏ lửa. Cho ra đĩa, bát hoặc đĩa cũng được tùy. Không bắt đầu xào phở, đã qua một tí nữa. Rồi tắt đi, cho ra bát. Đây là bánh phở. Đó, người ăn mà phải đảo trên tay không cháy. Anh làm món này đi. Không ai dạy em ạ, anh tự nghĩ. Phở này đào bằng tay nhá, không có cháy.
Thì nó bắt đầu tới tới rồi mà cho gia vị của mình tùy thích, không cho cũng được. Cho ít mắm nha anh, em thích ăn mắm. Nó này không phải cho làm khô, hành khô không cần hành khô. Có thì cũng khô hơn. Không, cái này cải ngược, ăn rất ngang. Anh thử cho hành khô cho mình biết. Thôi rồi, hành khô cháy rất nhanh. Đấy, thì nào đợi vừa 5 phút hẳn, để 5 phút là bắt đầu đổ ra bát, chúng ta sẽ hưởng thụ. Thế thôi á? Không. Đổ lẫn cái kia vào thì sao với nhau nữa chứ? Em ăn phở nguội của Thái Lan rồi chưa? Rồi, bắt đầu đợi 5 phút, 2 phút là bắt đầu đổ ra bát, hưởng thụ. Tổng kết lại đây là món gì hả anh? Phở hải sản của Thái Lan. Rồi. Xem thành quả này. Đảo dưới lên cho nó ngon. Không cần đảo, tôi mới ăn mình sẽ đảo lên đó. Mọi người, món phở Thái Lan tôi là xong. Cảm ơn mọi người đang thực hiện. Chúc mọi người thích món của tôi. Bye bye. Cố lên.